thứ ba sau Chủ nhật 33 thường niên. Tin mừng theo Thánh Luca. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được. Vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón trước người. Thấy vậy mọi người sầm sì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ." Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu đến trần gian để tìm kiếm và cứu chữa người tội lỗi. Ngài giúp họ sám hối những lỗi lầm, những thiếu sót và hoán cải cuộc đời. Ông Gia-kêu đứng đầu các người thu thuế tại Jericho, một người giàu có vì lạm thu bất chính. Ông bị liệt vào số những kẻ tội lỗi, bị khai trừ khỏi cộng đồng và bị mọi người khinh bỉ. Ông khao khát được thấy Đức Giêsu, nhưng vì đám đông và thân hình ông thấp bé, ông đành chạy lên phía trước và leo lên cây sung để được thấy Đức Giêsu. Đức Giêsu ngước nhìn ông đang ngồi trên cây sung, một cái nhìn nhân từ có sức cảm hóa tâm hồn, một cái nhìn như không thấy tội lỗi gì trong con người của ông. Chính cái nhìn đầy chân tình và đầy lòng thương mến đã khiến ông Gia-kêu nhìn lại chính bản thân của ông và quyết tâm hoán cải và đổi mới cuộc đời. Ông nói với Đức Giêsu: "Đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Một lần gặp gỡ Đức Giêsu đã thực sự làm chuyển hướng cuộc đời ông Gia-kêu. Những thứ ông từng say mê bây giờ chẳng có gì hấp dẫn và thu hút. Từ một con người tham lam, ích kỷ, chỉ biết thu gom vun vén cho riêng mình, giờ đây ông Gia-kêu đã biến đổi thật sự. Ông mở lòng với mọi người và nhìn nhận những thiếu sót của bản thân. Ông can đảm từ bỏ con đường làm ăn bất chính và sẵn sàng đi theo Đức Giêsu làm môn đệ Ngài. Ông đã gặp gỡ Chúa thật sự và đã biến đổi cuộc đời. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống, chúng ta ở sát bên Chúa, Chúa ở trong chúng ta, nhưng chúng ta chưa một lần gặp gỡ Chúa thật sự. Vì nếu gặp gỡ Chúa thật sự, thì đời sống chúng ta đã được hoán cải và biến đổi. Chúng ta còn quá ích kỷ hẹp hòi và chưa sống bác ái với nhau. Chúng ta chẳng nhận ra sự hiện diện của Chúa để gắn bó với Chúa trong đời sống cầu nguyện. Chúng ta chưa nhận ra khuyết điểm của bản thân để sám hối và hoán cải đời sống của mình. Đức Giêsu đến trần gian để tìm và cứu vớt những kẻ tội lỗi, đó là mỗi người tin hữu chúng ta. Kẻ có tội thì đáng bị lên án, trừng phạt và khai trừ. Nhưng ngược lại, Đức Giêsu đi tìm chúng ta thay vì xua đuổi. Ngài không ngần ngại lại gần chúng ta thay vì làm ngơ hoặc xa tránh. Ngài nâng đỡ và cứu vớt chúng ta thoát khỏi hố sâu tội lỗi.
Xin cho mỗi người tin hữu được gặp gỡ và cảm nhận lòng thương xót của Chúa, để sống chính tá cho tình yêu, quyết tâm đứng lên làm lại cuộc đời sau mỗi lần sa ngã phạm tội. Xin cho chúng ta được gặp Chúa thật sự, để biết sống công bằng và chia sẻ trách quảng đại với mọi người, từ bỏ những gì đi ngược lại với tin mừng và theo Chúa như ông Gia kêu, nghĩa là gặp gỡ Chúa để được hoán cải và biến đổi và mang Đức Kitô đến cho cuộc đời. Amen.